Kỹ thương Việt Nam Techcombank đã trao tặng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 2 triệu bộ kit xét nghiệm COVID-19 trị giá 123 tỷ đồng. Đây chính là món quà ý nghĩa, sự chung tay kịp thời khi thành phố Hồ Chí Minh đang cần 10 triệu kit test nhanh cho chiến dịch tầm soát thần tốc, sớm đạt mục tiêu trở lại trạng thái bình thường mới sau ngày 30 tháng 9. Chỉ trong 7 tháng đầu năm nay, Techcombank đã đóng góp 415 tỷ đồng cho các hoạt động phòng chống COVID-19 và an sinh xã hội. Tập đoàn Sovico cũng đã hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh xét nghiệm 2 triệu mẫu và tặng 1 triệu kit xét nghiệm nhanh COVID-19 trị giá tương đương 200 tỷ đồng. Hiện tại thì 130 đội xét nghiệm đã và đang triển khai tại 3 quận huyện, huyện Nhà Bè, quận Tân Bình, thành phố Thủ Đức và sắp tới sẽ là quận 5, quận 10. Hiện Sovico đã ủng hộ hàng trăm tỷ đồng vào quỹ vaccine phòng chống COVID-19, hỗ trợ các công tác an sinh xã hội, hỗ trợ trang thiết bị y tế cho các bệnh viện dã chiến. Trong cuộc sống còn rất nhiều người kém may mắn, nhưng họ vẫn vươn lên chiến thắng số phận. Đó là câu chuyện của cô Manami Ito, 36 tuổi, đến từ Nhật Bản. Dù đã mất đi cánh tay phải sau một vụ tai nạn giao thông, nhưng cô gái đã không buông xuôi cục ngã mà vẫn nỗ lực để hoàn thành những ước mơ còn dang dở của mình. Và đó cũng là những hình ảnh trong một hình ảnh từ cuộc sống sau đây. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc bản tin thời sự tối nay. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn. Mất đi cánh tay phải nhưng vẫn tranh tài ở nhiều thế vận hội dành cho người khuyết tật bộ môn bơi lội. Trở thành nữ y tá với cánh tay giả đầu tiên tại Nhật Bản và chơi vị cầm một cách điêu luyện. Cuộc đời cũng giống như một bản nhạc, luôn có những nốt trầm, nốt bổng. Hãy dám theo đuổi đến cùng ước mơ của mình. Điều đó sẽ khiến bản nhạc cuộc đời của chúng ta trở nên ý nghĩa hơn. Tôi muốn cho cả thế giới thấy rằng chưa ai làm được, không có nghĩa là tôi không thể làm được. Quý khán giả, mùa thu rồi, ngày 23, ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến. Lời ca hào sảng, khí phách 76 năm qua in dấu sâu đậm trong tâm trí bao thế hệ người dân Nam Bộ và cả nước mỗi dịp kỷ niệm ngày Nam Bộ kháng chiến. Ngày nay, 76 năm trước, 23 tháng 9 năm 1945, nhân dân Nam Bộ buộc phải cầm súng chiến đấu để giữ vững nền độc lập của Tổ quốc. Tinh thần và hào khí của ngày Nam Bộ kháng chiến, thành động Tổ quốc vẫn vẹn nguyên.